một cơ hội nữa dành cho Sông Lam Nghệ An. Có thể dứt điểm. Không vào. Thêm một lần nữa. Người chạm bóng cuối cùng trong phút vừa rồi đó sẽ đi và anh vừa bỏ lỡ một thời cơ thuận lợi để ghi bàn thứ hai cho Sông Lam Nghệ An. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Nỗ lực là của Đinh Xuân Tiến và màn solo của cầu thủ này đã giúp cho Sông Lam Nghệ An ở rất gần. Chiếm thế kiểm soát tốt hơn, nhưng những cơ hội rõ rệt của trận đấu ngày hôm nay đều thuộc về Sông Lam Nghệ An. Pha xử lý quyết đoán của Oseni và cú đá của anh đã loại bỏ thủ môn Văn Công, nhưng bóng lại tìm được nút sang ngang khung thành của câu lạc bộ Hà Nội. Đã rất căng.